sầu kỳ. Không quên đấy. Rồi sẽ cố lên. Cố lên. Đó xong. Là càng ít người thấy nhiều ha. Không hiểu nguyên nhân gì sao lúc này càng ít người. Ừ, dịch corona hả? Corona ít người thả hả? Con này gọi là gì? Con Phượng Hoàng hả? Phượng già. Già, con nó già. Nó đảo gì vậy? Con này sữa đỡ. Con này nó bị. Nó bị gì vậy? Nó bay không đầm hả? Chỉnh lại hay đổi đầu cây hả? Hôm qua anh thấy có thằng kia nó cũng thả nhiều, nó mới mua xong mà sao thả nó bị bay lạng qua lạng lại á, cái cây nó làm không đều á. Nó phở trên phương trang á, cái anh kia. Ủa cột vô cây đó luôn hả? Dạ cột dằn lại. Dằn lại sợ bay. Ơi cột đó sao thấy mỏng manh quá vậy, không cột vô cái gì á? Cột vô chiếc xe kìa, lỡ nó có bay chiếc xe luôn. Không chịu. Xe mượn chứ không phải xe. Kệ xe mượn. Gì ngộ vậy? Tự làm hả? Thả lên không? Thả lên không? Nhiều này thả lên không? Không. Kỳ vậy? Làm bán gì vậy? Làm bao. Bao mà thả không lên hả? Không. Nó còn nặng lắm anh ơi. Còn nặng hả? Đâu em cầm lên cho anh coi cái coi. Ờ. Cái bao luôn hả? Ừ. Còn có tên đâu? Đâu? Đó, phía trước mình cũng đang thả diều đó. Lúc gài thả ít rồi, dịch corona mấy ngày nay bùng phát. Nên nói chung là không tụ tập đông đúc nơi đông người. Đó. Đây mấy bạn nhỏ nhỏ này thả không mà lúc gài. Mình không có lên trên phía sau phương trang nữa. Mình đi vòng vòng ở đây coi mấy bạn này thả. Ủa sao bữa nay em thả nó về sớm vậy Khang? Hôm nay em mệt mỏi. Mệt mỏi hả? Tụi em chúc mới. Sao mệt mỏi? Làm gì mệt mỏi? Ôi, để tôi đem anh ơi, nó thảo anh bữa nay nó cười bằng đôi xe đạp chậm anh ơi. Làm gì bằng cái. Gì đó không lên kỳ ổn vậy? Thả thử coi. Không lên rồi nó không sao anh ơi, nãy em test thử giùm nó rồi. Con diều đó bằng cái bao thức ăn hả? Nhiều hình cá mập hả? Ở đây mình trống nè, nhưng mà có chỗ này có nhiều hơi dây điện, hơi sợ ha. Ở đây mình trống nhưng mà biết sao không? Xung quanh cát á, chạy dơ. Còn trên vỉn đa nó sạch ha. Bây giờ mấy bạn thả tới tối rồi, mấy bạn chuẩn bị thôi. Quấn diều đem về. Ủa giờ thả hả? Không. Dạ hả? Hồi sáng hồi nãy bữa nay lại thả trễ vậy? Mày tại mấy thằng này bị bệnh á anh ơi. Sao bị em bệnh? Tại vì á, 4 giờ mấy trời. Wow, cố lên. Đó, sắp lên rồi. Vậy? Thả diều phải bắt chớn như vậy? I recall